Vì hoàn cảnh, hàng triệu người phải rời bỏ làng quê lên thành phố để mưu sinh. Họ cung cấp dịch vụ và tham gia sản xuất vào tất cả các ngành nghề, đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế khu vực phi chính thức. Tuy nhiên, phần lớn lao động tự do lại đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Rời quê ra thành phố mưu sinh, công việc chính của chị Lin là giúp việc gia đình bán thời gian. Thu nhập cũng được 6 triệu một tháng, nhưng trừ mọi chi phí xăng xe, nhà trọ, ăn uống cũng chẳng còn là bao. Thế nhưng, một năm trước, khi bị bệnh u gan, chị đã phải mất một khoản tiền khá lớn để điều trị vì không có thẻ bảo hiểm y tế. Nói chung là năm ngoái thì phải hết mười mấy triệu vì năm ngoái bị tôi bị u gan. Vậy xong lúc nói chung chữa linh tinh hết nhiều tiền lắm. Cũng chưa có điều kiện này, nếu mà mua thì phải mua cả hai vợ chồng không. Đây chưa có điều kiện đâu mà chưa mua. Thu nhập bấp bênh, phải chắt bóp chi tiêu để gửi tiền về quê cho con cái ăn học, nên nhiều người lao động không dám nghĩ đến việc mua bảo hiểm cho mình. Tuy nhiên, không ít người đã được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế thì lại không muốn sử dụng để khám chữa bệnh ở nơi họ di cư đến vì nhiều lý do. Nhiều lần đi khám bệnh ở đây nhưng mà tỉnh nào thì thuộc về tỉnh ấy mới khám được, chứ còn ngoài đấy không có chế độ. Hoặc là mình bệnh nặng thì phải xin giấy của bệnh viện tỉnh hay chuyển tuyến. Đang mưu sinh sống đất Hà Nội, không may ốm đau đem cái bảo hiểm ra được 30% hay 40% mà bây giờ như thế thì làm cho người dân nó quá là thua thiệt. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho người lao động di cư tự do không mặn mà tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Còn đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì theo các chuyên gia chưa được nhiều người lao động biết đến cũng như tham gia bởi còn nhiều rào cản. Họ hầu như không biết những cái thông tin, rồi những cái vấn đề mà nếu mà họ có biết đi chăng nữa thì những cái thủ tục để họ có thể tiếp cận, để họ có thể tham gia được bảo hiểm y tế tự nguyện hay bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất là xa vời, không công bằng. Giữa bảo hiểm y tế, giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện gây ra một cái sự cân nhắc đắn đo nhất định. Chúng tôi là người lao động thì mong muốn làm sao bỏ cái chế độ là đóng 20 năm đi, chỉ đóng rút xuống khoảng tầm 12-13 năm chẳng hạn vậy. Dù đã có nhiều quy định cởi mở, tạo cơ hội cho người lao động được tiếp cận với chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng chưa thực sự hấp dẫn và tạo động lực để họ tham gia. Phải có truyền thông để cho người dân hiểu được bản thân những cái rủi ro do mất thu nhập hoặc rủi ro mà dẫn đến ảnh hưởng cái chuyện mất thu nhập tạm thời là người dân phải biết cách phòng trừ trên cơ sở những chính sách nhà nước đã ban hành. Thì để làm được điều đó thì bản thân những chính sách đó phải làm sao cho người dân người ta dễ tham gia và người ta và nó phải phù hợp với nhu cầu, đặc biệt những nhu cầu thiết yếu. Nếu như chính sách chưa thực sự chạm tới lao động di cư tự do và bản thân họ vẫn tiếp tục thờ ơ, không chủ động tham gia, thì khoảng trống an sinh xã hội với nhóm lao động này sẽ khó có thể lấp đầy. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực không chỉ tới chất lượng cuộc sống, quyền của lao động di cư mà còn tạo ra sức ép không nhỏ lên hệ thống an sinh và chính quyền các cấp.